cái nào không? Ít là của Duyên Lê Lê đúng không? Không, đầm thép. Cái đầm kia là... Đầm mới về nè. Cái đầm kia đúng không? Đưa cái hàng mới về ở ngoài cửa vô đây trước em. À, hai bịch đúng không? Có đầm đã chưa? Cái đầm con mới mở đây nè, đầm đó hả? Đúng không? Nhớ ghi nha, ghi dùm gì là đầm nơ cổ. Lấy sai lời gì luôn. Đầm nơ cổ. Còn Nhung hồi chiều nói giá như ta Còn Nhung 120 phóng, vô coi fanpage chị Còn Nhung chiều chị đăng giá như vậy. Hình như 120 hay sao á. Hello, hello mấy chị. Bộ này mới về. Bộ này mới về nha mấy chị nha. Mới về bộ này 240. Dễ thương ha mấy chị ha. Trời bộ này dễ thương quá trời. Bộ này 240 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg. Kéo lên, kéo lên. Kéo lên dưới nữa. Nữa. Dưới. Rồi, còn Dung đăng nhiêu? 120 không? Tiên Dung Vũ Thị 2 cái XL. Hôm nay em về quần Dung đẹp lắm nha mấy chế nha. Nói chung là số lượng ít lắm. Em may mỗi mẫu nó có 17 bộ à. Cho nên mấy chị tranh thủ ha. Hello, bấm giùm em nút chia sẻ giúp em nha. Nè, Tiên Dung Vũ Thị 2 quần Dung. Nè, quần Dung 120. Được 16 cái nha mấy chị nha. Được 16 cái y chang trên hình luôn. Ha? 120.000. Được 16 cái đúng rồi con. XL 280 luôn. À, quần này có tổng cộng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Hello hello chị Thùy Mai. Quần này 120.000 xưởng nhà em chỉ có vài cái thôi nha. Cho nên mấy chị tranh thủ chốt giúp em ha. Cho nên mấy chị là tranh thủ chốt giúp em với. Đầm nhung này, quần nhung này em có tổng cộng được 16 cái. 18 cái mà chế cho lấy 2 cái rồi ha. Quần này có size tới 100kg. Ủa à. Ủa sao nó không giống màu trong hình vậy? Mới về hả? Đầm là size L con đầm này hả? Chào. Hello hello quần nhung nha mấy chị nha. Quần nhung. Bộ em đang mặc là bộ mới về luôn nè mấy chị. Bộ em đang mặc là mới về. À, lấy cái bộ này size 3X đi. Cho chị Ly Hồ. Gì con? Bộ này 170. Đầm mới đưa gì hả? Đầm nơ cổ. Đầm nơ cổ. Chị ơi, chị Vương Hằng ơi, em mới về con đầm này nè, 280 là đầm nơ cổ mà đẹp lắm chị. Hồi chiều này em có mặc lên thử ha. Đầm nơ cổ nó làm cái form ở dưới đẹp lắm chị. Đây, dễ thương không chị? Đây, rất là dễ thương luôn ha. Đầm nơ cổ này có tổng cộng 4 size. Quần nhung có túi không? Có túi lấy ơi. Wow, đầm này tổng cộng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg nha. Đó, coi này mấy chị. Hơi bị xinh luôn. Con này hơi bị xinh luôn nha mấy chị nha, hơi bị xinh luôn. Con này quá mê. Con này quá mê. Ha? Con này quá mê. Quần nhung đây. Quần nhung có túi chứ? À, xin lỗi quần nhung không có túi nha. Xin lỗi quần nhung không có túi nha BB. Quần này có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Quần này xưởng nhà em ha. Quần này xưởng nhà em. May y chang hình luôn mấy chị. Y chang hình luôn, dưới 70kg, dưới 80kg. Thảo Tiên Đô. Chế có đầm nào 100kg bận ngủ không? Trời ơi. Còn đúng một cái màu xanh chuối non luôn. Thảo Tiên Đô.
Nói chung là đầm đã có 140 thôi, nhưng mà sạch sẽ rồi, còn đúng một cái xanh lọt chuối. À, còn đúng một cái màu xanh lọt chuối là hết rồi, còn bây giờ đầm ngủ, lấy bộ ngủ đi chứ giờ. Nè. Nói chung là 100 mấy chục cái sạch sẽ rồi gái. Nè. Nói chung là 100 mấy chục cái mà sạch sẽ rồi ha. Rồi quần nhung. Có đầm xúc quần nhung dưới 80 kg của chị Sushi này à. Sushi nha, Sushi này là Sushi đổi hàng á chứ không phải là, không phải là Sushi Phi Quân đâu nha. Rồi nè, 120 ngàn. Có đầm xúc nhiều lắm. Nhi Quỳnh nè, Nhi Quỳnh 120 ngàn quần nè. Rồi lên bộ này 170 cho mấy chị nha. Bộ này 170. Đây 170 ngàn nha mấy chị nha. 170 ha. Ờ, nó không phải thun đâu nhưng mà 105 kg cũng vừa. Bộ này, trời ơi bộ này cái dây đẹp lắm. Bộ này 170 nè. Chốt giúp giùm em bộ áo hoa ha. Chốt giúp giùm em bộ áo hoa. Chị nào chốt áo hoa, chốt giúp giùm em bộ áo hoa. Rồi, chốt giúp giùm em bộ áo hoa. Bộ này 170, bộ này có tổng cộng 4 size ha. Dưới 70 kg. Chị Nhi Quỳnh là dưới 70 kg hay dưới 79 kg rồi chị Nhi ơi? Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg nha. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp em ha. Bộ đó có màu khác, một màu thôi chế. Một màu cà phê sữa màu này. Cái hàng này là hàng xưởng của em nè. Cho nên chị Sushi đưa lên chiều cao cân nặng là sẽ vừa nè ha. Size 70 kg, size 80 kg, size dưới 90 kg và size 100 kg. Dưới 70 kg thì em đưa size L đúng rồi. Mà chỉ có cái dây em làm nè, dễ thương không? Cái dây thắt rít luôn á. Dạ, thắt bím rít luôn ha. Bộ này 170. Chị nào chốt bộ này, bộ này mới về nè. Chị nào chốt bộ này thì hốt giùm em ha. À, hốt bộ này giùm em. Ly Hồ một bộ. Thùy Dung là bộ XL. Thùy Dung, Thùy Dung gì? Thùy Dung có 3 món ra nè. Thùy Dung thành phố đó anh. XL. Ngọc Dưỡng lấy gì ạ? Ngọc Dưỡng lấy bộ 100 kg cho Ngọc Dưỡng. Rồi quần nhung các chị nào lấy thì 120 quần nhung nha. 120 ngàn quần nhung. Chị coi thử trong bill nếu chụp hình qua chị là đi rồi ha. Rồi con ơi ghi quần nhung mấy con. Ghi quần nhung 120. Lao xuống nhà dưới nè. Em xả cho mấy chị mấy con đầm nha. Rồi mất rồi. Rồi đầm này nè. Chị Ngọc Dưỡng ơi lấy cái con đầm này tết mặt này dễ thương lắm luôn. Không, con đầm này mặt hơi bị gọn. Đầm cổ tim trước và tim sau ha. Không rộng nha. Tim trước tim sau mấy chị thấy cái tay nè. Tay hơi bị dễ thương. Mà ở dưới cũng chụp rồi là đi rồi chị. Ở dưới nó làm xếp ly chỗ này đẹp lắm ha. À, mà bụng to nha. Chị size L được rồi chị Sushi ha. Đây. Con này là 280 ngàn. Chị nào chốt con đầm đen. Đầm đen nơ trắng chốt giùm em. 280 ngàn đầm đen nơ trắng. Đưa ra đi lùng đưa cái kia vô. Đầm đen nơ trắng nha. Chị nào chốt đầm đen nơ trắng thì chốt lên giúp giùm em đầm đen nơ trắng. Đó đây đi chút nữa con xuống. Like xong rồi. Đầm đen nơ trắng rồi hôm nay em xả con đầm này cho mấy chị nè. Xả cái giá giật mồng luôn ha. Bán 280, 260 gì kệ mẹ em. Giờ em xả cho mấy chị 120 ngàn còn mấy con thôi ha. Còn có mấy con thôi chốt giùm em đầm 7 màu. Ở dưới đây là đầm tầng nè ha. Không có sợ chật nha. Ở sau lưng có nhúng nè. Rồi xả con đầm nhúng này 120 ngàn. Chị nào chốt đầm nhúng 120 chốt giúp giùm em đầm nhúng 120 ngàn. Đầm này bây giờ còn có size dưới 72 kg nè. Chị Hương, chị Hương Chảnh ơi, chị cho em lên chiều cao cân nặng nha. Chị Hương Chảnh hình như khách mới hay sao á. Bên em không cho kiểm tra hàng, chị nhận hàng nếu chật rộng cứ nhắn tin cho em đổi hết trả cho chị. Lần đầu tiên thì em sẽ đổi trả và em chịu ship cho mấy chị. Còn lần sau là ship đổi trả là mấy chị chịu nha. Tại vì lần đầu thì chưa biết ý mấy chị như thế nào mới chịu không. Chị Hương Chảnh lấy đầm đen nơ trắng size bao nhiêu báo giùm em nha chị. À cái bộ ho hồi nãy, cái bộ ho hồi nãy XL xin lỗi là bộ của Linh Hồi á anh à. Bộ của Linh Hồi chứ không phải là Thùy Dung đâu. Lấy ra bộ ho coi. Dạ lấy Thùy Dung ra. Đưa qua cho Linh Hồi anh à. Cho Thùy Dung bộ bi này nè Lùng ơi, bộ bi giống gì đang mặc nè Thùy Dung XL.
Nói vậy chờ em chút xíu em vô cái line coi. À, đầm đây xả cho mấy chị 120 ngàn nha. Chị nào chốt đầm 7 màu chốt lên giúp giùm em đầm 7 màu ha. Em còn 2 bộ ngủ. Em còn 2 bộ ngủ. Bán nhiêu quá này. 160. Em còn 2 bộ ngủ nha mấy chị nha. Bộ này dưới 75kg. Em còn 2 bộ ngủ, bộ này dưới 75kg nè. Chị nào chốt bộ này dưới 75kg chốt giùm em còn 1 bộ rêu ha. Bị đứng rồi chị không thấy gì ở đây. Bị đứng rồi từ từ nó chạy lại chị. Em còn bộ rêu này dưới 75kg nó may hơi bị dễ thương nha. 160 ngàn mấy chị. 160 ngàn bộ này nha. 160 ngàn bộ này ha. Bộ đó phiêu bế lùng dán giá đi. Bộ bi đi con. Bộ bi 140. Em còn đúng một bộ rêu này với lại một bộ giống vậy nữa mà màu đen size lớn hơn. Size dưới 85kg ha. Chị nào chốt bộ màu đen đó thì chốt giúp em đâu mất rồi. Gọi size XL cho chị Thùy Dung. Nhiều má đâu lại nhiêu 240 Thị Dung thành phố 240 con xé cái tờ giấy ra luôn rồi nè. Bộ đen ngủ đen, ngủ đen của chị Thùy Dung này nè. Chị Thùy Dung này luôn nè. Thùy Dung đây nè, là Thùy Dung thành phố hả anh? Con lấy tiếp bao đầm đi con, bao đầm cô kia mới đặt á. Từ từ đưa hàng vô mấy lùn qua, sao con quăng cái gì trong này một nùi luôn á. Sao đem xuống không, không phân ra bi, tự nhiên cái để nùi gì kìa bi. Bữa nay mày sao á. 160 ngàn. Nè, đầm đầm cái nơ nè, mấy lùn xếp vô cái bao đầm cái nơ đây. Nè cái bịch nè, xếp vô lộ cái nơ ra. Bộ bò sữa em còn mấy bộ rồi nha. Bộ tím này có người đặt rồi nè. Bộ bò sữa này em còn mấy bộ. Nhưng mà còn size L thôi là dưới 73-74kg thôi ha. Đây mấy chị. Hồi chiều giờ cái cô kia có một bộ XL nha. Sót một bộ XL mà chiều giờ hỏi chị đó. Chị đó không trả lời. Chị đó không trả lời còn một bộ XL ha. Hello. Đầm. Quay người đây. Từ từ lấy từng bao đưa vô đây con ơi. Lấy bao nào like thì lấy cái mẫu đó cho gì. Nè, quả này đi. Bộ này bộ bò sữa 170 ngàn mấy chị ơi. Bò sữa 170 ngàn. Chị nào chốt bò sữa 170 chốt giùm em còn 3-4 bộ dưới 72-73kg và một bộ dưới 82-83kg. Bộ này hồi chiều đem lên lầu chụp mà bị quên. Cho nên chị nào hồi chiều này chưa lấy bò sữa thì bây giờ lấy bò sữa giúp em ha. Còn đúng một bộ XL thôi giờ dưới 80 mấy kg. Dưới 80 mấy kg nha mấy chị nha. Sao tối nay mấy chị đi đâu hết rồi sao? Rồi lên tiếp hàng xưởng nha mấy chị, lên tiếp hàng xưởng nha em. Đầm này có tổng cộng 4 size dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Bò sữa 71 kg của Lục Bình Trần. Còn mấy chị gì hồi nãy đặt bộ đồ kia sao không nói ký ta? Bộ đen 78 kg, bộ đen khách lấy rồi. Chị Hương Chảnh á, chị Hương Chảnh lấy đầm đen nơ trắng không lên số ký thì sao biết chế ơi. Lên giúp giùm em số ký nha chế. Bộ bò sữa nè, bộ bò sữa 140 của chị Lục Bình Tím. Chị Lục Bình Tím đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Đầm này là 280 ngàn, vải đen có co giãn nha mấy chị nha. Đầm này hồi chiều em có chụp hình ở trên fanpage á, các anh chị vào coi hình giúp em ha. Đầm này có tổng cộng 4 size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg và 70kg chị ơi. Bé Lùng lấy cái đầm nơ trắng hay con size L cho cô Hương Chảnh 70kg. Đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này nha mấy chế nha. Có xếp bộ nào giống xếp bộ trưa em chốt không chị? Xếp bộ trưa em chốt là xếp gì ta? Không nhớ chị Yên Võ. Xếp chân cô Tông hả chị? Xếp gì? Rồi 70kg bé Bi đang lấy, bé Lùng đang lấy. Xếp nơ trắng nha Bi. Rồi bé Lùng ơi. Cái này là set cổ trắng ha, set cổ trắng tổng cộng set cổ trắng. Nói cô Lục Bình Tím vô phim bay đang like. Set đầm cổ trắng nè con. Đầm cổ trắng cái bao nào. Nè, bỏ hồi đó đi. Đầm này là đầm cổ trắng 280 ngàn nha. Đưa mẫu vô hết đi con, mỗi bao đưa mẫu vô. 280 ngàn đầm cổ trắng. Chị nào chốt đầm cổ trắng chốt lên giúp giùm em đầm cổ trắng ha.
Tết bi gì đang mặc nữa nè. Bộ hai túi. Rồi đây em có bộ hai túi. Bộ này có tổng cộng 4 size 240. Bộ này có tổng cộng 4 size nha, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Chốt giùm em bộ đen hai túi nha mấy chị. Bộ này vải nhẹ dễ thương lắm luôn. Bộ này vải rất là nhẹ và rất là dễ thương ha. Đây, dễ thương lắm mấy chị. Ở sau lưng có dây cột ha, cho mấy chị khỏi rộng. Đây, đây là bộ hai túi nè mấy chị, tây phòng nè ha. Bộ hai túi tây phòng ha. Đầm cổ trắng của chị Vương Hằng size 2. Đầm cổ trắng 208 của chị Vương Hằng. Chị Vương Hằng lấy đầm thì chị thấy là chị Nhung Võ. Nó mới hiện lên, nó bị giống như nó bị ẩn comment đó mọi người. Cho nên mọi người không thấy chịu khó nhắn giùm em lên lần 2. Không thấy em đọc mọi người la làng lên giúp em. Chốt giùm em bộ hai túi nha. Bộ hai túi tổng cộng có 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Và bộ hai túi này dễ thương lắm mấy chị. Bộ hai túi này hơi bị đẹp luôn. Lấy bộ beo ra luôn con ơi. Cái đầm nào mà like rồi con bỏ sẵn dưới đất ơi. Cái bao nào like rồi cứ bỏ sẵn dưới đất đi. Ha. Bỏ thẳng dưới đất đi. Thể thao em thể thao khoảng cỡ 3 tới 4 bữa nữa là em về tổng cộng 5 mẫu nha. Em về tổng cộng tới 5 mẫu lận nha chị Huyền nha. Về 5 mẫu lận. Cái gì Minh chị gì mà chị gì thường thường mua cô tâm mình qua là Minh Long Nguyễn hả? Chị gì ta? Chị gì chốt cái bộ này 140 xả nè. À, quên mất mẹ rồi. Minh Loan Huỳnh, Minh Loan Huỳnh 140 nè. À, chốt giúp giùm em bộ hai túi nha. Chị nào cho chị nào chốt bộ hai túi chốt lên giúp giùm em bộ hai túi. Nè cái bao này bộ hai túi bỏ vô nè con. Minh Loan Huỳnh hồi bữa anh Tư. Sao nó tì lại đây. Đây là đầm dây nha mấy chị nha. Con này là đầm dây. Con này là đầm dây. Ở sau cái dây nó dễ thương lắm nha mấy chị nha. Con này là đầm dây. Đầm này 250.000. Đầm này thì dài tới ống quyển nha mấy chị nha. Đầm này dài tới ống quyển. Ở sau lưng mấy chị cột sao tùy mấy chị. Nó có nhiều kiểu cột lắm ha. Nó rất là nhiều kiểu cột. Nhưng mà chung quy nó là đầm dây. Đầm này thì nó dài tới ống quyển. Chứ không phải dài tới đầu gối. Mà cũng không phải trên đầu gối nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em là đầm dây. Bỏ vô bao đầm dây luôn con. Chốt giúp giùm em là đầm dây. Rồi đây là bộ sơ mi nè. Đây là bộ sơ mi mấy chị. Bộ sơ mi này 250 cho chị xem bộ hai túi. Đâu đâu cho mượn lại mẫu bộ hai túi con. Đây là bộ sơ mi nè chị Liên Võ. Bộ này có size tới 100 kg nha. Đây là bộ sơ mi ha. Kèm với lại quần lửng tới ngay đầu gối. Kèm quần lửng tới ngay đầu gối. Đây nha mấy chị nha. Bộ này 250.000. Bộ này là hàng xưởng nhà em ha mấy chị ha. Bộ này hàng xưởng nhà em. Cho mượn là cái bộ này size L thôi. Bộ đây là bộ hai túi 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg, 4 size nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em bộ hai túi. Chị nào chốt giúp giùm em bộ hai túi chốt lên giúp giùm em ha. Ở bên đây là tay hơi phồng lên nè, hai túi 4 size nha mấy chị nha. 4 size bộ hai túi, vải rất là nhẹ nha. Ai chưa chốt bộ này thì chốt giúp giùm em nha. Bộ này nhẹ lắm mấy chị. Bộ này mặc giống như tựa lông hồng luôn. Bộ này mặc tựa lông hồng. Quần lót thì em còn khoảng cỡ chưa tới 10 cái nha. Quần lót em còn khoảng cỡ chưa tới 10 cái, khoảng cỡ từ 80 đến 101 kg. Quần này mấy chị nha, cô Tông ha, cô Tông. À, đưa bỏ 5 cái là 1 2 3 3 4 5. À chị Susi ơi, em không có quần đen nha, quần cô Tông em không có màu đen nha. Quần cô Tông này không có màu đen nha chị Susi nha. Không có màu đen. Đây là bộ sơ mi nha. Đôi bé lùn rồi, xếp bộ sơ mi vô cắt luôn à. Nè, có hai bộ sơ mi nè, cắt hai bộ sơ mi vô. Lấy chị bộ đen hai túi 90 kg. Lấy bộ đen hai túi 90 kg cho chế Liên Võ. Liên Võ đây còn cái trăm bữa lâu lắm. Rồi cứ để đi nè. Bộ đây cà phê sữa mới ra ngày hôm nay tổng cộng 4 size nha, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Bộ này 170. Ai lấy bộ cà phê sữa dây nè, cái dây nó cũng đẹp nè mấy chị. Ai lấy bộ cà phê sữa dây thì chốt giúp giùm em nha. 170.000 4 size bộ cà phê sữa. Một... Đúng rồi hay. À,
quần cô tông màu gì nè, quần cô tông màu này nè nè em, mà quần này hiếm khi có lắm mấy chị, thật sự luôn. Em nói thật với mấy chị, nhất là những chị nào mà sao ta mà 101 kg rồi 100 kg, mấy chị kiếm cái này giống siêu phẩm đó. Thiệt nó là siêu phẩm chứ giống cái con mẹ gì nữa không biết nữa, nó là siêu phẩm đó mấy chị, chứ nó không phải loại thường đâu. Rồi đây là cái bộ em đang mặc ngày hôm nay nè, là bộ bi nè mấy chị. Đây ha, bộ bi tay cánh tiên nè, tay bèo nè, dễ thương, kèm với quần đùi. Bộ này 240, chị nào chốt bộ bi thì chốt lên giùm em nha, lấy mẫu, lấy màu chị cầm một bộ. 1, 2, 3. Nè lấy hai màu khác nha cho hết sạch, rồi 5 cái nè. Đổi cho sushi, đổi ngang cũng được. Đổi. Ừ, đổi cho sushi. Cái bộ em đang mặc cực kỳ dễ thương nha. Ha. À chip, à chip bán cho em, chị Đào Hà Lan còn có mấy cái à. À chị, à, chị Liên Võ đợi em lấy thêm cho chip này 5 cái. 5 cái là 240 mà hết rồi mấy chị, còn 2 cái, 3 cái, còn 4 cái à. À còn 5 cái, đủ còn 5 cái mấy chị. 5 cái 240. 5 cái 240, nhưng mà cái hàng này ít khi nào có lắm mấy chị. Cái hàng này hầu như kiếm không có luôn. Cái hàng này về mà được hai mấy cái thì mấy chị nghĩ làm gì có. Dưới 75 kg thì em có chip kia nhiều lắm. Dưới 75 kg thì nhiều chip lắm, mà cái này ít lắm mấy chị. Cái này ít quá trời luôn. Ít quá trời, qua đất quá trời luôn. Rồi bộ ngủ nha mấy chị, bộ ngủ em còn 2 mẫu. Bộ ngủ em còn 2 mẫu. Chị lấy chip của chị Đào Hà Lan nè. Nè còn 5 cái 240. Rồi bộ ngủ 160.000 đủ size hàng nhà em nha. Quần lót chị Liên Võ lấy thì báo em đi để em đặt, chừng nào có chị cũng chưa lấy hàng mà. Rồi bộ này nè mấy chị, bộ này em có tổng cộng 4 size nha. À, 4 size bộ ngủ ha. Chị nào mà 9 mấy ký thì lấy 2 ịt thôi, nó rộng rãi thoải mái lắm. Nha mấy chị nha. Bộ này 160, chốt giùm em bộ con cá. Bộ con cá nè mấy chị, bộ này bộ ngủ xưởng nhà em luôn nha, bộ con cá 160. À, nè cái bao này đâu Bảy ơi? Kiếm giùm bao ngủ và đồ ngủ này đi, 3 mẫu chung bao á. Có 3 mẫu lận mấy chị. Nó có mẫu kế chip nè, có mẫu ngôi sao xanh nè mấy chị, dễ thương lắm. Mẫu đây là mẫu ngôi sao xanh ha. Mẫu này là mẫu ngôi sao xanh, vải đẹp lắm mấy chị. Vải hơi bị mê ly, vải đẹp. Đây là mẫu ngôi sao xanh nè ha. Đây ok, em lấy cho chị 10 con chip nha. Rồi còn một mẫu nữa là mẫu bò sữa nha mấy chị nha. Em còn một mẫu nữa là mẫu bò sữa. Đổ Quỳnh Như cho mượn coi lại bộ đó đi. Bộ đó mới về em. À đây là bộ bò sữa, nhưng mà bộ bò sữa cái quần nó lạ lắm. Bộ bò sữa cái quần nó rất là lạ nha. Cái này sữa nhà em luôn ha. Có bộ ngủ có tay không em? Dạ chị Hoàng Thùy Mai. Bộ ngủ. Anh Tư ơi, ngồi đó có cái bộ cô tông 120, còn 4-5 bộ lấy giùm vô em xả cho, còn 100-100 cho mua hết mẹ đi. Đây nè mấy chị, đây là bộ bò sữa nè ha. Đủ size luôn, có chị. Có. À, mẫu này em có tổng cộng 3 màu, cá chép nè, em có cá chép nè, ngôi sao xanh nè, và bò sữa ha. Ngủ bò sữa, ngủ bò sữa với ngôi sao, ngủ bò sữa với ngôi sao nè, bò sữa nè với sushi á. Ai đưa đưa, đổ sushi này là 80 kg nè. Sushi này 80 kg nè, bò sữa nè, ngôi sao nè, đó hai bộ của Phi Quân nè. Hên, thú hồn. Chị Thùy Dung bữa giờ hình như em lấy size XL cho chị không đúng không? Ngủ bò sữa của Thùy Dung nè. Như chị Phi Quân nè. Nè cái bò sữa của chị Thùy Dung nè, bò sữa của chị Hiền Nguyễn nè, 160. Bò sữa của chị Hiền Nguyễn nè. 85 kg, bò sữa của chị Huyền Nguyễn nè. 85 kg, chị lấy bộ cá chép 90 kg. Chị lấy bộ cá chép 90 kg. Dạ từ từ nha. Từ từ nha mấy chị. Kiếm sai. Bữa nay chị Liên Võ giảm ký, giảm cân hả? Rồi cái này của chị Liên Võ nè, Liên Võ một bộ nè, kèm số ký giúp em, Liên Võ 160 nè con. Chị Nguyễn Thảo My ngủ bò sữa dưới 80 kg.
ngũ bò sữa dưới 80kg, ngũ bò sữa của chị Lục Bình, của Lục Nguyễn Thảo My 160 nè, ngũ bò sữa dưới ngôi sao của chị Lục Bình Tím là 71kg đúng không? Nhớ, em mới nhớ thôi, còn nhớ sai là mấy chị nhắc nha. Ngũ bò sữa với ngôi sao, bò sữa nè, bò sữa với lại ngôi sao xanh nè, đúng không? Bò sữa với, từ từ nha mấy chị, bò sữa với ngôi sao xanh của chị Lục Bình Tím nè, Quỳnh cá chép 2 ít nè, Đỗ Quỳnh Như, chờ chị một chút Đỗ Quỳnh Như ơi, cá chép là 2 ít, hai cá chép, cá chép là 2 ít. Rồi em đi kiếm cái chép đã. Quỳnh Anh Nguyễn Lam nè, Quỳnh Anh Nguyễn Lam nè, chị quen em, chị quên em lấy 100kg cái chép 2 ít. Cái chép 2 ít. Rồi cái bộ này của Đỗ Quỳnh Như hỏi nè, nó làm cọng dây đẹp lắm Như, bữa nay là coi như xưởng làm dúng hình luôn á nè. Coi cọng dây nè, nó thắt rít nè ha. Bộ này chốt giùm em, bộ này 170 nha mấy chị, 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Bộ này mấy chị ra đường được ha. Bộ này cái phơm quần nó may theo quần tây và có túi nha mấy chị nha. Bộ này 170.000. Chị nào chốt bộ bò chốt giúp giùm em, chốt giùm em bộ màu bò hoặc là bộ màu đồng ha. Chị vừa đó chị, bộ này size 100kg cũng vừa, bộ này 3 size chị Liên, bộ này 100kg cũng vừa nha. Lấy em bộ dây size L hết, L Đỗ Quỳnh Như nè, L thôi. Đỗ Quỳnh Như 170.000, Đỗ Quỳnh Như size L thôi. Để đưa cái nước cái này cho con. Rồi em còn mấy bộ cô Tâm nha. Em có một bộ duy nhất bộ bò sữa đen. Em có một bộ duy nhất bò sữa đen dưới 73, 74kg cũng vừa ha. Có đúng một duy nhất một bộ bò sữa đen thôi, nói chung là size L dưới 71, 72, 73 kg đều vừa hết nha. Chị nào chốt bò sữa đen thì chốt giúp cho em bò sữa đen. Có đúng bộ nè, không có co giãn nhưng mà may trừ hao hết nha. Hàng không có co giãn mà hàng ở nhà là buộc lòng phải may rộng và trừ hao hết nha mấy chị nha. Em có đúng một bộ bò sữa đen thôi, chị nào chốt bò sữa đen thì chốt giúp giùm em có đúng một bộ thôi. Đúng một bộ bò sữa đen, chế nào chốt được thì may mắn thôi ha. Nó may chắc nó còn vải của cái hàng kia, thế nó may qua đây á mấy chị nha. Một bộ duy nhất. Bộ đen nè, cái lồng ghi cô Đỗ Quỳnh Như 160 nè. Cái bình đây là bữa vô hàng mình cái kêu là chị nào kiếm phải thấy cái đọc xong tới nay luôn chưa trả lời. Bình đây nè. Bây giờ đi lên lấy một viên Apfenagan xuống ở trong cái hộp này, uống cái like tiếp đi. Giờ khách lấy rồi chị nè. Em bị mắc cái sao chàng hãng á mấy chị, size 32 cái con quần rinh này ha. Nói chung là em bị khách đó bơm hàng rồi em kêu chuyển khoản mới đi mà nó cũng không chuyển khoản cho em, cho nên là em xả cái quần này với cái giá mắc phong long là 170.000 nhưng mà size dưới 70kg nha. Chị nào size từ 62 tới 68kg thì quất con này, còn nếu không đúng size này thì đừng quất con này. Và em xả cho mấy chị con này 170.000 nha. Em xả cái con quần rinh này cho mấy chị 170.000. Quần rinh này là của chị đó bơm hàng em, xong rồi em mới nói là chuyển khoản thì em mới đi bill thì đọc xong rồi không trả lời, đọc xong không trả lời, cho nên giờ xả con này 170.000 cho mấy chị. Xả con này, lấy một chút cái chén nhỏ, lấy chút xíu nước thôi bạn. Xả 170.000 nha quý vị nha, 170.000. Rồi chút uống viên Apfenagan cái mấy chị. Quần đen của chị An Lê nè, An Lê 170.000, quần đen của chị An Lê, quần đen của chị An Lê 170.000. Chút thôi phải không?
cho em chút. Dạ cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Em còn mấy bộ cô tông, xả cho mấy chị. Em còn mấy bộ cô tông, 4 bộ cho nên thôi xả cho 5 bộ, 1, 2, 3, 4, 5. Em xả cho mấy chị 100.000 cho hết nha, cho hết cô tông nha. À, từ 60 đến 90kg dừa An Lê không à. Mà nhẹ lắm chị, là mua mặt ngủ là sướng lắm luôn á mấy chị. Bộ này là bộ cam đất nè. À, bộ này là bộ cam đất nha. Xả cho mấy chị 100.000. Bộ này là bộ bò ha. Bộ này là bộ bò. Bộ này là bộ xanh đen. Bộ này là xanh đen. À, rồi còn một bộ nữa là bộ đen là hết rồi mấy chị ha. Hết. À, uống Effenagan là thuốc giảm đau á em. Đang đau quá trời đó. Sao đau đầu hoài. Đau ngày 24 tiếng luôn. Em còn 4 bộ này em xả cho mấy chị nha. Mấy chị nha. Xả luôn ha. Xả 100.000. Chị nào mua về mặt ngủ là em nói vải mê lắm lận. Xanh đen của chị tiếp tớp nè. 100.000 của chị tiếp tớp nè. Vải đẹp lắm. Quần 100, cô tông 100 cam và xanh đen. Một cam với đen đi chị, cam với đen nha. Còn hai bộ cho chị Minh Tuệ Lâm nè, Minh Tuệ Lê, hai bộ 200 nè. Bây giờ chỉ còn màu bò thôi quý vị ơi. Nó một size chị Nhi Quỳnh. Em còn hai bộ bò em bỏ cho chị Nhi Quỳnh luôn nha. Còn đúng hai bộ bò là hết rồi chị. Hai chị Nhi Quỳnh. Hai chị em về mặc hai bộ nắp free size mà chị nè, Nhi Quỳnh hai bộ nè. Nhi Quỳnh hai bộ nè. Nhi Quỳnh hai bộ. Rồi em lên cái bộ bi em đang mặc nha. Em lên bộ bi em đang mặc. Trời ơi còn bộ ngủ 160 vớt giùm em mấy chị. Về mấy chục bộ bán chi, còn bộ dưới 75kg nó nằm chổng chơ tậu em ghê mấy chị, đẹp không? Màu rêu mà xinh quá trời xinh luôn. Dưới 75kg, 60 đến 75kg hút giúp giùm em mấy chị. Còn đúng bộ nó nằm chổng chơ giữa cuộc đời lạnh lẽo. Trời ơi hút giúp giùm em, nếu nó bộ số 2 là em để em mặc mẹ rồi. Rồi lên cái bộ bi giống như em đang mặc nha mấy chị. Cái bộ em đang mặc là dễ thương lắm mấy chị. Hơi bị dễ thương luôn. Tay đồ cũng đẹp luôn. Ngủ rêu của chế Hương Thùy. Trời ơi cảm ơn chị. Nè xếp lại cho chị Hương Thùy ơi. Uống Tylenol cũng giảm đau đó. Trên lầu còn 5 hộp Tylenol luôn. Nói ai bị khu nào bị dịch nhiều, nói gửi cho C với Tylenol còn nhiều quá trời. Cho em bộ gì á chị Vương Hằng? Bộ bi nha, giống như em đang mặc kèm với quần đùi 160 này. Đây nha mấy chị nha. Bộ này chốt giúp giùm em bộ bi kèm số ký 240.000. 240.000 nha. Con coi ai chốt bộ bi. Em có một bộ sơ mi tây này đẹp lắm. Em xuống em uống miếng thuốc. Em bịt mũi em uống miếng thuốc à. Lấy bộ bi size 2 cho cô Vương Hằng con. Cho em coi lại bộ bi. Lấy bộ bi size L cho Lục Bình Tím chưa? Rồi ok. Dạ. Cái bộ hai túi á, cái bộ hai túi của chị Liên Võ đổi size 3 cho cô Liên Võ đi. Coi lại bộ bi hả chị Khang đây nè. Bộ bi em đang mặc nè chị Khang. Nè chị. Em đang mặc bộ bi nè. Đây mấy chị. Bộ bi. Trời ơi, hôm nay về đồ đẹp lắm luôn á chị Quốc Khang.
thật lòng luôn. Đây ha. Rồi, đưa cái ba quần nhung nào. Đây là bộ bi nha. Còn quần nhung này có tổng cộng là 4 size nè, nhưng mà 120 nha mấy chị, tại vì cái vải nó về mắt á. Quần nhung ha. Quần đùi nhung. Quần đùi nhung 120.000 có 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Em nói mấy chị á, hàng xịn. Vải lên kéo nó sướng lắm luôn. Vải lên kéo nó ngắt ngay con gà tây luôn á. Chút nữa cái bill của chị Thảo Trần với Phương Tuyền là để cô tụi em đổi đồ cho hai chị nha. Gì à? Cái đó hay chưa? Đổi lại bộ 3X đi con. Anh ơi lấy cái zoom này vô cho em size 3X đi anh. Nè nè nè, trên kệ á. Để đổi. Em có con zoom này 240 nè mấy chị. Con zoom này vải lụa đẹp lắm. Em nói thật sự với mấy chị là con zoom này vải lụa hơi bị đẹp luôn ha. Vải lụa đẹp vô cùng mấy chị, cột trước cột sau gì tùy mấy chị, con này 240. Kiếm con này size 3 XT để đổi cho chị Thảo Trần đúng không chị Thảo Trần? Rồi 3 XT không có rồi. Hai cô thử còn 2 XT trong. 2 XT còn đổi đỡ quay ra cho chị đi. Nè bỏ vô cho chị Thảo Trần, lấy cái size kia về cho chị Thảo Trần giữ đi. Rồi từ từ tính sau. Ghi đổi đúng không? Ghi chữ đổi. Ghi chữ đổi cho chị Thảo Trần, ghi lấy hàng về nha. Quần nhung này của chị Liên Võ nè. Liên Võ quần 3 XT nè, 120 của chị Liên Võ. Quần đùi nhung của chị Lan Anh Ngờ, size XL. Lan Anh Ngờ. Lan Anh Ngờ 120 nè. Trời ơi, mạng của em nó lắc miếc rồi, quần nhung. Em nói thật với mấy chị đó, hở quần nhung xử vinh ra không đẹp bằng thằng này luôn á. Nè, em đang cho ra may ra bộ thể thao nhung nhiều lắm luôn á. Đầm nhung nữa. Tại vì đầm nhung mà may phơm rộng mấy chị dễ mặc lắm luôn. Bé bê, bê bê, lấy cái đầm củ lá xếp ly này xuống coi thử đó, chị Vương Hằng có lấy không, lấy nha. Bộ bi xếp lại đi con. Rồi lên cho chị Vương Hằng một bộ công sở luôn. Lên cho mấy chị một bộ công sở. Đây là bộ công sở nha. Coi giùm em cái quần dài nha. Quần may theo phông quần tây ha. Đây. Kèm với lại áo sơ mi, bộ này là 250 hả? Bộ này là 250 nha quý vị. Bộ này đúng 250 ngàn mà em nói vải sơ mi nhà em nó đẹp lắm. Vải sơ mi, form sơ mi nhà em nó đẹp lắm, nó đẹp mà nó sang nữa mấy chị. Bộ này 250 nha, chốt giùm em là bộ đồ tây nha. Chốt giùm em là bộ công sở, lấy bộ công sở size 2 đi. Coi thử cái bao nó nằm đâu vậy. Bộ quần nhung có thêm áo 2 dây như cũng đẹp lắm, để từ từ em may cho chị Sushi. Chị Sushi coi trong vòng từ đây tới cuối tuần nè. Coi thử cái bao này ở đâu vậy. Cái bao này nè, bảy đứng vậy liền gấp đi bảy. Hồi bữa con nhớ bảy để đâu khúc này nè, đâu rồi. Coi trên đây thử bảy lẹ lẹ gấp gấp, bảy nhanh nhanh tay lên bảy. Bảy nhanh nhanh lên bảy, nhanh nhanh tay lên với bảy đừng ở đó quay phim chậm quá. Cái nằm đâu phía trong ấy. Chờ em. Nó nằm trong này, nó không có ở ngoài đâu. Dỡ lên lại coi. Không phải đâu. Con nhớ nó nằm đâu bữa đây mà bảy. Đây nè, cái bộ nè. Coi ở trên cái đống đây có không. Đó, 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 coi thử thải không. 250 đúng rồi. Rồi lấy cho chị Vương Hằng ấy, bộ công sở 60 kg. Chị Kỳ Kỳ Nguyễn lên đúng chiều cao cân nặng nha. Áo đen mặc với quần gì vậy vậy. Đấy, nguyên một bộ đó, chị không thấy em chụp hình hả? Hello. Nguyên một bộ công sở đó vậy, đẹp lắm chị. Chị vô trong hình em đăng mẫu lên trong hình á. Bộ công sở, lấy quần được không chị? Vì có áo sơ mi, em đâu có bán lẻ. Đây bộ công sở đúng không? Rồi ai lấy đi. Chị Quốc Khang, tí L nè. Quốc Khang là 250 nè. Chị Vương Hằng nè con. Chị Vương Hằng 250 nè. À, nguyên một set nó như vậy luôn á chị ơi. Dạ, chị Kiki Nguyễn lên chiều cao cân nặng đi chị ơi. Kiki Nguyễn size L nè. À, đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này chị Kiki ơi. Để chút nữa con gái em nó nhắn tin qua cho chị. Chị cho em cái chiều cao cân nặng để đồ xuống luôn 17 để con like cái đống trong này con xả nè. Con sở 78 kg của Chế Hiền nè. Chế Hiền Nguyễn này từ từ gửi nha anh. Gần gần cuối tuần hãy gửi. Em thấy có bộ áo sơ mi đen mặc với vùng đùi màu bò. À bộ đó hết sạch rồi chị Thùy Dung.
Cái bộ này là mới ra, cái bộ kia hết sạch em sale hồi bữa đó. Bộ đó hồi bữa còn 4-5 bộ em sale hết rồi. Đây nha mấy chị nha. Nói chung là bộ này dùng từ là sang chảnh lắm mấy chị. Mà cái foam sumi nhà em không có may cái foam bình thường. Em không có may cái foam gài nút xong rồi tay sát vô mà em may nó phồng phồng. Đó em may nó hơi phồng phồng ra mấy chị. Cho nên là nó giống như kiểu cánh dơi á. Cho nên nó lên cái foam sumi rất là đẹp. À, chị Kiki Nguyễn bên em á nha là không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Nếu chật rộng thì chị sẽ báo em đổi size sau ha. Bên em là size từ 60 đến 100kg, không có size nhỏ nha. Cho nên bộ này chị nào chưa chốt thì chốt giúp em bộ công sở. Chốt giúp em bộ công sở nha mấy chị nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con đầm 280.000. Đưa tiếp hàng vô đi con. Ai? Vậy hả? Đây, chị nào chưa chốt đầm lá sen thì chốt giúp em nha. Đẹp không mấy chị, xinh ha. Rồi đầm lá sen có tổng cộng là 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Đầm này có tổng cộng 4 size ha, đầm này là 280.000. 4 size, đưa đồ tiếp vô đi con. Ở đồ trong đó, ngoài đó, còn xếp nào nữa không? Đầm trắng gì lại chưa? Đầm trắng chưa lai. Hình tráng tay lở cái gì nữa ta, còn cái gì là ngồi đó nữa. Ừ, bộ eo. Lấy tiếp đi con. Đầm này 280 nha. Chế nào chưa chốt con đầm công sở dịu dàng, qua lá cành, qua lá hẹ này chốt giùm em ha. Rồi đưa bộ eo đây nè, siêu phẩm cho chị Quốc Trang. Siêu phẩm nè mấy chị. Cái vải đẹp mê hồn luôn, cái vải áo đẹp lắm. Em đang lấy cái vải áo này, em may áo cho mấy chị nè. Ha. Ui đã lắm mấy chị ơi. Nè coi xếp beo nè. Mấy chị coi giúp giùm em xếp beo nè. Xếp chín tóc hả chị Nhung? Rồi từ từ em ra em moi lên cho. Mới về luôn á con. Chưa bán luôn á. Đưa quay ra cái bao, xách cái bao eo vì lên gì coi thử. Quay cái mặt giá ở đây. Nó hiền lắm. Sao vậy? Anh ơi cái bụng nó đang có cái u mà anh đá nó dữ vậy anh. Sao hả? Anh đang có cái u mà anh đá nó tạo dữ vậy anh. Set này là chân váy quần nha. Mấy chị muốn coi cái set này mặc như thế nào thì trong phim bay em chiều nay em có mặt em đăng. Bộ này là 240.000 nha mấy chị nha. Vải nhà em vải đều co giãn, sau lưng có lưng thun, mấy chị mặc nó rất là dễ chịu ha. 240 bộ beo kèm số ký. Bộ này mấy chị bỏ áo trong quần cũng đẹp, mấy chị để ở ngoài cũng đẹp, mấy chị mặc kiểu nào nó cũng đẹp hết. Chốt giúp giùm em bộ beo kèm số ký nha. Có size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Rồi lên tiếp cho mấy chị bộ eo vì mà em chưa biết bộ eo vì này nó là cái gì luôn. Nó là đầm sơ mi mấy chị ơi. Eo vì này là đầm sơ mi 280.000 chị Vương Hằng ơi. Đầm sơ mi 280.000, dưới 70kg công sở 80kg của chị Lý Cương. Của công sở. Công sở là bộ này hả chị Lý Cương? Bán cái váy không lấy cái áo. Trời bà Hương Phạm cũng ngặt nghèo dễ sợ thiệt chứ. Lấy nguyên bộ đi chế ơi. Công sở 80kg của chị Lý Cương nè. Lấy đầm sơ mi 2X cho cô Vương Hằng đi. Hồi chiều chị đặt em gì em quên mất mẹ rồi nè chị. Chị gì mà chị Phạm Hương phải không? Anh ơi coi bill chị Phạm Hương còn ngồi đó không vậy? Còn hả? Cái gì con? 280 của chị Vương Hằng. Cái bộ công sở là 250 nha. Bé Lùm ơi lấy một cái bộ đen hai túi size XL cho cô Phạm Hương đi. Mai đi bill cô Phạm Hương nha. 100.000 đây nè. Đúng rồi 100.000 đúng rồi. À, trời ơi, đầm eo vì không co giãn nhưng may trừ hao hết rồi. Mấy chị chỉ cần đưa đúng chiều cao cân nặng thôi nha. Không được trừ hao nha mấy chị nha. Em dặn mấy chị là không được trừ hao. Sợ thì cứ đưa đúng chiều cao cân nặng lên cho em. May đã trừ hao rồi ha. Đầm này mà may phơm co giãn nó không có đẹp, nó không có rũ đầm nha mấy chị nha. Hơi bị đẹp, con eo vì này hơi bị đẹp. Lấy con eo vì này XL bỏ gì chụp hình nè. Con eo vì này mặc tới ống quyển nha mấy chị nha. Coi cô Hương gì ngoài đó còn cái bill 100.000 á. Đây mấy chị, đầm sơ mi đầm này là dài tới ống quyển nè.
Đầm này theo form công chúa là dài tới ống quyển nha mấy chị nha, chứ không phải dài tầm thường nha. Đó. Nói đưa cái màu này cho bé lùng chụp. Nó cô ơi về cái màu này chứ cái màu kia chưa có về, cái màu kia không có về. Tưởng con may màu này à. Chụp ra trải, chụp ra cho cô. Đầm eo vì. Mấy chị chiều hôm nay em có mặc cái con đầm trắng này nè. Cái con đầm trắng thì mấy chị nói ờ mập sẽ không mặc được đầm trắng, nhưng mà mấy chị lên coi em 89kg em mặc con đầm trắng này đẹp lắm nha. Đầm trắng này để dành đi ăn tiệc mấy chị á, nói thật lòng luôn. Em nói thật lòng là con đầm trắng này nó đẹp cái kiểu đó. Nó đẹp lạ lùng lắm, chui vô mùng vẫn còn đẹp á mấy chị. Là cái con đầm trắng này nè. Đầm 280 nha mấy chị, đầm đã dài tới ống quyển lận đó. Chứ không có ngắn đâu. Cái con đầm trắng mấy chị coi cái form đây nè, bên này là sắc nách ha. Bên này có tay cánh tiên ra ha. Mà khi mấy chị mặc nha, mấy chị lấy cọng dây này nè. Mấy chị xỏ vô cái lỗ tình yêu chỗ này nè. Xỏ vô cái lỗ này đi. Rồi, mấy chị xỏ vô cái lỗ này nè mấy chị. Đó. Đó mấy chị thấy không? Rồi, từ cọng dây này mấy chị cột qua đây đi, cột qua đây. Đó, nó ra cái cột rồi nè. Đúng rồi, eo vì 280 chị. Cột lại đàng hoàng gì vậy Bi? Con đầm này mấy chị đi tiệc hơi bị xuất sắc luôn. Em may đầm này đi tiệc. Đợt này em cho may đầm cao cấp để mấy chị có đi ăn tiệc là mấy chị may. Nhưng mà một mẫu gì em may khoảng cỡ từ 4 tới 8 cái thôi nha mấy chị. Đó, phơm đầm nè. Nó cột thành cái hoa chỗ này nè nha mấy chị. Đó, cái phơm đầm nó sẽ như thế này nè. Đấy, Bi ơi, đứng về chia lên này. Ô cha. Bảy ơi, bảy lấy cái khăn ướt đi bảy. Khăn ướt nhúng bảy lâu hết cái này cho con thấy không? Rồi nó bám bụi nè. Kéo đầm này lên là chết mẹ luôn á. Chết mẹ nhỏ bên đường luôn. Xếp lại size L, lấy cái bịch size L xếp lại bê. Eo vì. Hỏi cổ chọn thích màu đó không? Bé Lùng lấy, anh Tư lấy giùm em cái bộ bà ngay chỗ cái áo của con chó đi. Đầm trắng của chị Lan anh ngờ. Đầm trắng của chị Lan anh ngờ. Đúng rồi. Chị Lan anh ngờ ơi. À, chị muốn lấy size sao cái đầm này nếu mà thực sự mặc đẹp á nha. Trời ơi đừng may màu đen, màu này đi ăn tiệc nó mới đẹp chị Ly Hồ. Em nói thiệt hồi bữa bên em đi ăn tiệc cho một vàng đầm trắng đẹp cực kỳ. Chị Yên lấy quần jean ống rộng bán gì để chị lấy cái lô hàng. Ngày mốt chị về cái lô hàng jean này nè, sẽ có những cái mẫu rất là đặc sắc. Tại vì hàng này hàng âm lô cho nên không đủ size. À, đầm này lấy cho chị Lan Anh ngờ lấy size 2X bằng size em nha. Bình thường em mặc XL nhưng mà đầm này em mặc 2X. Để chị biết làm sao không? Để nó ra cái form mà nó rủ nó mới đẹp. Lấy cái đầm trắng này 280 size 2X cho chị Lan Anh ngờ. Rồi em lên bộ chính tóc màu bò cho mấy chị nha. Bộ này 240. Bộ này 240 mà chế nào trắng trắng. Nói chung là chế nào có ngực mặt đẹp lắm. Tại vì nó có lưới đó chị. Đây 240.000 bộ bò chính tóc nha. Chị nào chốt bộ bò chính tóc chốt giúp dùm em 240.000 bộ bò kèm quần chính tóc. Không, bình thường em mặc XL á, mà cái đầm đó em mặc 2X đó chị. Chiều em mặc trên lầu xong em chụp hình xong em cắt luôn rồi. Em nói thuê một bé chụp hình thì nó mất hết 300.000. Mà mỗi lần em lên em chụp xong là hầu như em để lại 4-5 bộ mấy chị. Thiệt đó, thấy 1 bộ chưa? Thấy để 1 bộ chưa? Nó như vậy đó. Em định ngày mai ngày mốt bé Bi lên cái niệm của chị á. Có ba cái đồ chị để ra chị mua mà giờ chị không thích đem xuống đây chị bán cái này. Rồi mẹ ta đi. Đây là bộ bò chính tóc nha. Bộ bò chính tóc. Bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Anh Tư ơi, ở ngoài đó coi thử mấy cái bao cô tông đó, có cái bao nào còn ít ít không đem vô em sale ơi. Ở ngoài đó, đó là cái gì anh Tư đọc lên này. Pyjama đùi hả? Không để lại đi, còn gì nữa không? Ai đưa cái cục jean size bự vô đây anh Tư ơi, cho chị Liên Võ có mua thì chị Liên Võ mua nè. Rồi chốt giúp giùm em bộ bò kèm số ký nha. Ai chốt bộ bò chốt giúp giùm em bộ bò kèm số ký. Gì đó anh Tư. Rồi đi. Phương Nguyễn Mai hello chị Thảo Trinh. Nè chắc lại bộ này lên chỗ cũ nè. Rồi được rồi, đừng đưa nữa nha. Em có một con áo khoác dưới 75kg, dưới 75-78kg. Con này em mua 175.000, em xả cho mấy chị 140 được không? Lấy bộ bò để xây XL cho nhung tròn đi.
Rồi xả con này cho mấy chị 140 nè, em mua 175 xả 140 quý vị. Nó là len vợt nha. Nó là len vợt vải rất là đẹp ha. Rồi xả, bán con này chốt cho mấy chị con áo khoác. Chốt cho mấy chị con áo khoác này ha. Với giá là 100 đã lắm mấy chị, 140. Chị nào chốt con khót này thì chốt 140 đi, em mua 175 ngàn. Ừ. Nó yêu nghiệt vậy mấy chị, nó yêu nghiệt hoài à. Rồi con đầm đỏ này để dành lại mà giờ không thích mặt nè. Con đầm đỏ này để lại mà không thích mặt dưới 82-83kg nè. Đang lấy kìa. XL anh Tư. Cái con đầm đỏ của tim trước tim sau nha. Con này size dưới 83-84-85kg cũng vừa. Xả con này cho mấy chị với giá 108. Chốt giùm em đầm đỏ 108 nha. Chốt giúp giùm em đầm đỏ 180 ngàn. Trời ơi quá trời bụi luôn phải không bảy? Đúng không? Trời ơi bảy nằm đi bảy không thấy luôn á. Nhìn không thấy đâu. Pyjama đi chị xem lấy luôn. Chờ chút xíu. Chờ chút tôi xin. Hết lời gì ơi. Hết ít lời. Hết ít lời kiểm tra lần nữa thử. Nhung ơi Nhung nhiêu ký rồi cho chiều cao con này chính xác. Nhung hết ít lời kiểm tra thử. Còn lời gì hay lấy cho mượn bộ bi cho coi lại. Rồi em cho coi lại bộ công sở lần nữa. Em đem cắt bộ công sở nha. Tại để trước mặt nhiều quá. Đây bộ công sở 250 nha. Kèm với lại áo sơ mi đen. Kèm với lại áo sơ mi đen. Này bộ bi em đang mặc đó chị. Kèm áo sơ mi đen bộ công sở này là 250 nha ha. Rồi cắt công sở đi. Cắt công sở sau lưng bé lùng luôn. Cắt công sở. Vì kêu bé lùng ghi dùm gì bộ công sở 250 hay con. Quần rin dạ chị An Lê chờ em chút nha. Dạ An Lê ráng chờ em ngày có thể ngày mai hoặc sáng ngày mốt cập bến một lô rin hàng xa kệ luôn á. Em này đây là bộ bi em đang mặc nè chị. Chị cắt tường bộ bi này 240 nha. Chị An Lê chờ em chút xíu. Đây là bộ bi em đang mặc nha. Bộ này là 240 ngàn. Có tổng cộng 4 size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Bộ này chị nào chốt bộ này chốt giùm em rồi đưa bộ bi ra sau lưng lùng luôn. Cho nó lên kho luôn. Em đang like lại một lần nữa. Em cắt mấy cái hàng này các em bung hàng khác vô nè. Em bung hàng Quảng Châu vô. Trời chốt lấy bộ bi ra Cát Tường đi 240. Rồi chị Cát Tường lấy bộ quần bò đây đi. Mới về luôn. Cái dây thắt viết 170 nè. Công sở tấm 2kg của chị Tài Lê. Lấy bộ công sở xa XL cho cô Tài Lê con. Bộ này là bộ quần bò nè. Chốt giùm em bộ màu bò nha. Kèm với quần đùi bộ này 170 ngàn. Chị nào chốt bộ này 170 chốt giúp giùm em 170 ngàn bộ bò. Bộ bò 170 ngàn. Bộ này mới về luôn nha. Rồi ghi bộ đây 170 đi. Ghi bộ này 170. Lấy size L ra nè. Có zoom tầng không chứ? Chị Huyền zoom tầng là em. Bây giờ em còn zoom con eo vì à. Anh Tư ơi lấy giùm em con zoom eo vì đi anh Tư. Bộ này để chút mới lên chụp thôi. Cái zoom eo vì màu nâu nâu ngoài đó đó. Chốt bộ bi lên luôn. Lấy size L vô like. Dạ quần này thì em có mấy con thôi mấy chị. Cho nên chị nào hốt thì hốt lẹ đi nha. Quần này em có. Chị ít mặc đồ không tay. Vậy sao chị giống em chị ít mặc đồ không. À chị thích mặc đồ có tay hẳn. 40, 40, 39. Cái quần này em có size từ 80kg trở lên nha. Cho nên chị nào mà chốt thì chốt mau chốt lẹ. Tại có 6 con thôi. Đợi chút xíu em đưa zoom lên. Đây nè mấy chị. Trời ơi nè. Em nói mấy chị là con này có thấp nhất cũng phải 80kg nha mấy chị. Con này có thấp nhất cũng 80kg mà quần đẹp không? Trời. Bà nội cha nó sẽ em sẽ thử em hốt một cái quá. Cái quần này cái đáy nó hơi dài dài. Nó mặc nó còn sướng hơn nữa mấy chị. 190 ngàn quần này. 190 mấy chị ha. 190. Ghi bộ này bộ gì? Bộ gì con? Đây mấy chị. 190 ngàn quần này nha. Em 89kg mặc sung sướng cuộc đời. Hai mấy chị á coi giãn dữ dội luôn. Quần này không có size nhỏ đâu nha mấy chị nha. Cái quần này nó không có size nhỏ. Cho nên chị nào mà từ 80kg trở lên ấy, à 80kg tới 98kg là hút con quần này cho em. Vì là bộ dây quần bò. Chị nào mà có ở nằm ở cái số ký như vậy á, thì hút cái này. Hốt cái quần này chứ cái quần này không có size nhỏ nha. Rin 85kg của chị Sushi nha. À. Phi quảng nha. Đổi cái tên chi nè.
Phi Quảng 190 ngàn, Thùy Dung 190 ngàn, quần mặt tướng đó chị. Nè chị Thùy Dung nè, 190 ngàn, quần mặt tướng quá trời. Quần này chị nào 95 kg hút cái quần về mặt ra gọn ơ luôn mấy chị. Gọn, gọn kinh dị. Bán từ từ, từ đây tới mốt bán không hết đồ rồi mấy chị. Chắc ngày mai lên phòng ông nội like quá. Bán bộ hồng nè, bán bộ hồng chia lại cho mấy chị 190 ngàn nha. Chia lại bộ hồng nha, trời mát quá. Có một bộ duy nhất thôi, vải này là đúng hàng Quảng Châu luôn nè. Đúng một bộ hồng, bán 190 là giá chia lại nha mấy chị nha. Quần nó may theo kiểu quần legging ha. Quần thằng này là hàng Quảng Châu may theo legging. Chị nào khoảng cỡ dưới 82-83 kg, 60-80 kg đi, 60-80 kg hốt bộ này 190 chia lại nha. Em hai bộ, bộ này với bộ xám là chút nên kiếm bộ xám bán cho. Tại giờ thích ra lấy mấy cái bộ đùi nè. Bộ hồng của Trịnh Huỳnh Tú nè, 190. Mua đi con, mua đi về thả thính con. Đồ quỷ. Trịnh Huỳnh Tú có lấy quần nhung 120 thì báo nha. Quần nhung may theo form thể thao 120 ngàn ha. 120 ngàn rồi. Nè bé ơi đưa quần nhung ra trước dán luôn ơi con. Đưa quần nhung ra trước dán luôn. Em đưa mấy cái này lên xong em dẹp qua bên nha. Rồi đầm này xả 120 nè, 260 xả 120. Đầm 7 màu ha mấy chị ha. Đây là dưới đây tầng mấy chị sẽ không thấy bụng nha. Ở sau lưng có nhúng ha. Vừa, vừa. Nói chung là size tao là size mày ở đây. Đây, ở sau có nhúng đầm này xả làm 7 màu 120. Còn đây là cái gì ạ? Bộ cô tông chữ. Bộ cô tông chữ. Bộ cô tông chữ 160. Ai mà thích form cô tông mà thích thoải mái, rộng rãi, mát mẻ là quất những em này nha. Cô tông chữ cổ tim ha. Cô tông chữ cổ tim 160. Quần này là dài tới đầu gối nha mấy chị nha. Quần này dài tới đầu gối. Đây cho xem lại bộ be của anh Trinh Nguyễn. Anh Trinh Nguyễn hồi nãy em có chụp hình em đăng á chị, thấy không? Vô coi đi. Cho mượn lại bộ beo đi, mấy lùng. Bộ beo. Bộ này 160 nè, có size tới 95 kg nè. Nó có hai màu, màu xám và màu đen. Chị nào thích lấy cô tông này thì lấy giúp em nha. Xám và đen ha. Xám và đen cô tông. Xám và đen cô tông. Đây là bộ beo kèm quần chân váy quần nè mấy chị. Bộ này 240 nhưng mà cái áo với cái quần cô co giãn dữ lắm. Cô tông 160 của Trịnh Huỳnh Tú nè. Cô tông 160 của Trịnh Huỳnh Tú nè. Bộ beo nha mấy chị nha. Đây dễ thương mà vải co giãn dữ lắm mấy chị nè. Vải co giãn cực kỳ. Vải co giãn cực kỳ luôn. Cô tông xám. Cô tông xám của chị Thảo Trần nè. Cô tông xám của chị Thảo Trần 160 nè con, cô Thảo Trần. Anh ơi đưa chị Thảo Trần nhớ ghi là lấy hàng về nha. Nè cắt cái beo luôn rồi con. Bộ cô tông, bộ đen cô tông 95 kg. Đà, chị Đào Hà Lan nè. Đào Hà Lan. Cô tông đen của chị Nguyễn Trang Trang. Cô Nguyễn Trang Trang Gò Vấp nè. Cái bộ xám, chị em cho mấy chị coi cái bộ xám nè. Biết sao không, cái bộ xám cái vải nó cũng mềm hơn mà nó lại mặc rất là trắng, cho nên mấy chị bớt đen lại đi nha. Mấy chị bớt đen lại giúp em nha. Ha. Lấy thêm bộ xám đi mấy chị, bớt đen lại giúp em đây nè. Đây nè. Đó. Em nói thật luôn, bớt đen lại, bớt đen lại. Còn được mấy bộ xám của chị Susi nè. Susi là Phi Quân nè. Phi Quân 160 nè. Dạ nhắn tin vô fanpage Trịnh Huỳnh Tú cho anh Phước ảnh làm bill chứ đâu có làm bill nổi đâu. Đâu có làm bill nổi đâu. Trịnh Huỳnh Tú có lấy cái bộ đùi này không? Có lấy bộ đùi không cho coi lại nè. Bộ đùi này 170 nè. Mà dễ thương. Bộ đùi này ngồi nhậu ăn nhậu được nè. Đây. Bộ đùi này ở trên này nó thắt con rít dễ thương lắm nha. Rồi có ai muốn tập thể dục, muốn lấy bộ đùi mà tập thể dục, đùi thể thao cô tông không? Thì báo em vô đùi thể thao cô tông nha. Trần Hằng cô tông đen 95 kg của Trần Hằng nè. Thôi để em coi thử còn cái size của chị Trần Hằng không nha. Còn mới bán, không còn không bán nha. Nè của chị Trần Hằng nè. 95 kg của chị Trần Hằng. No no no.
Đen dồn đơn Nguyễn Kiều Vi. Hot tay Nguyễn. Ôi trời, nãy giờ ngồi thở không được. Cái nãy giờ ngồi thở không được, không biết làm sao. Đưa cái quần đen lên cầu thang cho chị đi. Mấy chị có muốn lấy bộ đùi mà tập thể dục không mấy chị? Mấy chị có muốn lấy bộ đùi mà tập thể dục không? Không rồi hả Bảy? Lâu rồi hả Bảy? Bảy kia em con cái đầm trắng lên đi Bảy, bước lên kia em con cái đầm trắng lên. Thì đó nó cái móc cái đường chơi vô dây điệu đứng giật hai không biết. Đúng rồi, đó được rồi. Chơi vậy được rồi. Đúng rồi. Lấy cho em lấy bộ đùi, bộ đùi lấy bộ đùi 170 này hả chị? Bộ đùi này phải không? Lấy bộ đùi này 3X cho chị Liên Võ đi. Cô tông đen 80 kg, cười xỉu. Cái gì vậy chị? Thôi đừng treo nữa, khỏi đi Bảy ơi. Để từ từ nha, để em đọc cái cô tông đen 80 kg của chế Thùy Dung nè. Nè Thùy Dung này, Thùy Dung khác nè anh ơi. Thùy Dung này Vũng Tàu hả? Nè Thùy Dung Vũng Tàu nè Lùng ơi. Đúng rồi. Bộ này 3X hết rồi. Kiểm tra lại thử. Có hả, có 2 bộ bán hết rồi nè. Thì Dung Vũng Tàu nè con, 160 ngàn. Lấy bộ beo size XL đi. Hết rồi. Hết rồi chị, không biết nãy chị lấy chưa nữa nhưng mà hết rồi. Lấy cho cô Anne Trinh Nguyễn một bộ beo size XL của Anne Trinh Nguyễn. Đen 100 kg hết rồi chị ơi. Đen 100 kg hết rồi, có nãy giờ chốt cho Vi rồi, hết rồi. Đen này có cao lắm thì hết rồi. Đấy là hết rồi á, đại khái là hết rồi. Rồi thấy là hết rồi nha. Cái gì mà tôi làm một nồi. Anh Tư ơi, có cái bao thể thao mà đủ màu đủ sắc hồi đó mà có size lớn đưa dùm vô em đi. Vậy nó mất dùm con. XL đúng rồi anh Trinh Nguyễn. Ê vải đẹp lắm nha. Nãy chị nào đòi coi cái zoom đâu rồi. Đây chị ơi 250 luôn zoom tầng chị. Nhưng mà vải đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói mấy chị là lên cái con phơm này là hơi bị trẻ trung mà vải co giãn luôn ha. Vải co giãn cực kỳ luôn nha mấy chị. Vải co giãn lắm. Đây. Vải co giãn dữ dằn lắm mấy chị. Cái này mấy chị khi mặc lên á, nó sẽ không có thấy bụng mấy chị ha. Mấy chị chốt giùm em con zoom Burberry. Con zoom này là con zoom Burberry nha mấy chị nha. Con zoom Burberry. Chị nào chốt con zoom Burberry này thì chốt giúp giùm em. Con này mặc gọn lắm mấy chị. Con này mặc gọn lên quá trời luôn. Anh ơi bỏ cái này tặng cho Mỹ Trịnh Quỳnh Tú có đó không vậy? Quỷ Trịnh Quỳnh Tú đâu rồi? Nói vô like ơi. Zoom đẹp nha mấy chị. Em có một cái con zoom này dễ mặc đồ lắm luôn á. Con zoom này dễ mặc đồ lắm luôn. Cái zoom đó chị nhận rồi mặc đẹp lắm. Đúng rồi chị, mặc rất là đẹp và rất là gọn. Kêu Trịnh Quỳnh Tú vô ấy, vô live. Vô live stream đi. Đợi em đi kiếm hàng cái nha. Bảy gom cái rác dùm ra con nha. Còn cái này nè. Đi. Để em coi cửa hàng cái người. Con còn có 4 cái đưa vô cho chị xem nè. Còn có 4 cái đưa vô xe đi. Đằng 200 tám đưa vô xe đi. Rồi kéo này luôn nè. Này để nhìn tay chai em kết lên nha. Từ từ để lên một tí. Nó lên từ đây bộ đồ đây. Nó thấy cái chỗ thì nó có hút ra. Hút Bảy ơi Bảy. Lấy cái ấy ra hút cái chuột rồi Bảy ơi. Trời ơi hàng này giờ bán tới mốt luôn nè mấy chị. Thôi bán tới mốt luôn. Nè xếp cái zoom lại bỏ trên kệ. Đưa anh Tư xếp cái zoom lại bỏ trên kệ. Có những cái đồ mà bữa giờ em bị khùng em giấu luôn nè. Chị Vương Hằng ơi, đưa cái bao đầm bò em mới rút ra đi anh Tư ơi. Trên cùng á.
Trời ơi coi nè mấy chị, đầm về hầu như quên đi cất luôn. Bà nậu cha đó thiệt chứ, chưa biết bán luôn. Thầy ăn, thay thay bao. Lùng ơi thay bao đi con ơi. Ghê quá. Ra ra kiếm bao mới thay đi. Nè mấy chị coi nè, nghĩ sao con đầm gì mà đi giấu tới giờ giờ mới lôi ra bán nè mấy chị. Coi chịu nổi không, đầm xếp ly bò. Đầm này tổng cộng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Trời ơi có nhiều khi mình bị khùng gì đâu luôn á trời. Bà ông bé Lùng lấy cái bịch mới ghi đi con, ghi đầm cà phê sữa đậm. Đầm cà phê sữa đậm 280.000. Nè Bi ơi, đưa xuống đi Bi, quăng cái bì ra. Đưa xuống đó hết nè, lấy bịch bỏ vô ghi size L. Đầm này có size tới 100kg nha quý vị nha. Đầm này có size tới 100kg. Có size tới 100kg nha mấy chị. Ủa mấy chị còn coi like không, mấy chị chấm chấm lên giùm em một cái. Đầm cà phê sữa đậm 280. Lên đây bảy lên luôn. Lên luôn. Chắc phải kéo ra trong đó ra ngoài sân cho hút hết em lên tao ơi. Còn cái bao nào ít ít thì quăng vô cho em. Rồi xả nha, xả bộ nha. Giờ xả. Bộ này là 220 nè, giờ xả để cho đi hàng 140. Em xả là để đi hết hàng á mấy chị, 140 nha. Đây, xả 140. Xả 140 thì tranh thủ giúp em nha, chốt giùm em là bộ màu màu ruốc đi ha. Chốt giúp giùm em bộ màu ruốc đi, xả 140 nè. Rồi xả 140 nha. Xả 140 ở dưới đây có bo bụng mấy chị đừng có sợ chật nha. Xả 140 bộ này, chốt lẹ đi mấy chị kèm số ký nè. Ha. Chốt lẹ kèm số ký nha. Hàng bên nhà em may cái đường chỉ đường sướng lắm mấy chị chứ không phải như hàng chợ đâu nha. Rồi bộ ruốc của chế Cát Tường nè, 140. Cát Tường 140 nè. Cát Tường 140 nè, lẹ lẹ đi mấy chị, có tổng cộng là khoảng cỡ 7 bộ nha. 7 bộ, 7 bộ. Bộ 7, bộ 7. Bộ này xả 140 dưới 70kg. À, để coi size thử còn cái gì. Dưới 70kg, dưới 90kg, dưới 80kg có 2 bộ thôi. Ha, bộ ruốc 80kg của chị Linh Hồi nè. Linh Hồi 140 nè. Linh Hồi 140 nè. Cho một cái bút lông đi. An Lê nè. Chờ chút gì An Lê. An Lê 140 nè. An Lê 140 nè. Ai nữa, ai nữa. Bộ này thì còn có vài bộ thôi nha. Quăng bịch luôn. Quăng bịch ra trước luôn. Quăng bịch đi Bi ơi. Dơ dãi quá. Nè tiếp tục trúng mánh ngày hôm nay. Ai coi like đây là trúng mánh luôn. Bộ quần hoa áo đen. Trúng mánh luôn. Tả nhiêu. Tả 160.000 bộ này nha. Xả 160.000 bộ này, phơm may theo quần tây luôn ha. Xả 160. Nè chị nào chốt bộ này là hơi bị trúng mánh. Tại vì sao, cái áo nó dễ thương lắm luôn. Cái áo vải co giãn cực kỳ dễ thương. Rồi chốt giúp giùm em bộ 160 ha. Áo thun đen kèm với quần hoa bộ 160. Chốt giúp giùm em bộ 160 nè, kèm số ký nha. Bộ 160 kèm số ký, vải mềm mại vô số kể luôn. Có size dưới 92kg luôn ha. Có size dưới 82kg còn một bộ ha. Đấy. Có size nhiều dưới bộ. Nói chung là size dưới 92kg trở xuống nha mấy chị nha. Quăng bịch hết đi. Quăng cái này ra trước luôn Bi ơi. Gì vậy? Chị quét được như chị quét được cái rút rớt nó sạc vô nữa. Bộ quần hoa kèm số ký đi mấy chị ơi. Bộ quần hoa XL của Thùy Dung nè. Thùy Dung 160.000 nè. Trinh vỏ kèm số ký nha. Thùy Dung thành phố. Chị vỏ Thanh Thảo nè. Chị vỏ Thanh Thảo 160 nè. Bộ 3X hết rồi chị. Hết dưới 80kg luôn. Trần An Boss hết dưới 80kg rồi chị ơi. À, bây giờ chỉ còn là dưới 70kg, dưới 70-72kg thôi ha. Còn là dưới 70-72kg nè. Dưới 90kg nè. Hết rồi mấy chị. Hết. Ha. Hết XL rồi mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị vô lại giúp em mấy chị ơi. Má tuột view luôn rồi.
Ngày hôm nay gì nó em chưa nhận được hàng à? 75kg hết rồi chị Trinh Võ. Em chưa nhận được hàng hả? Ủa trong thành phố mà sao chưa nhận được hàng? Tại ship của chị ship riêng mà, để chút chị hỏi cái bill em cho. Nè bộ này em còn có 4 bộ nè. Bộ này em còn 4 bộ, chị nào giật được thì chị đó trúng mánh nha. Bộ công sở beo em còn đúng 4 bộ thôi. Xả cho mấy chị 160.000. Đây, kèm với lại chân váy quần công sở luôn. Ok chưa? Rồi chốt giúp giùm em bộ beo kèm số ký. Coi đừng đụng vô đường dây mạng nữa. Bộ này còn đúng 4 bộ thôi mấy chị, dưới 70kg nè. Được chưa vậy? Được chưa? Quyết chưa? Ờ hút đỡ đi, từ từ làm tiếp đi. Em có bộ ruốc không chị? Em có bộ ruốc không chị? Công sở beo 85kg. Ngọc Thúy mà ở tỉnh Quảng Ninh mà. Ủa Ngọc Thúy ở Quảng Ninh chứ không phải ở thành phố hả? Ngọc Thúy ở Quảng Ninh là phải 4, 5, 7 ngày lần chị đang dịch mà. Tưởng đâu ở Hóc Môn chứ. Nè bộ này của Ánh Ngọc nè. Hồi bữa chị Ánh Ngọc có đặt một bộ gì nữa để coi thử nha. Bao nhiêu tiền? 160. Hồi bữa chị Ánh Ngọc có đặt thêm một bộ gì nữa nè. Từ nha, coi cái bộ Ánh Ngọc lấy, hồi bữa lấy bộ gì vậy? Ánh Ngọc. Từ từ nha, em coi Ánh Ngọc qua bên kia. Đặt cái gì em quên mất nè. À, lấy cho bộ beo bê lùng. Bộ beo 250 quần lửng nè. Size 85kg là 2x. Bộ beo còn bát không nguyên. Bộ beo còn size L với còn size 90kg thôi. Còn bộ size L dưới 70kg và bộ beo dưới 90kg thôi. Quăng hết mấy cái bịch này đi. Hay đúng rồi, cho Ánh Ngọc này luôn nè. Beo còn 2x nha anh em Trinh Nguyễn. Anh em Trinh Nguyễn 160 nè. Quăng mấy cái bịch này ra kia luôn đi. Bộ 250 á. Rồi chốt cho anh em Trinh Nguyễn bộ beo đó rồi ha. Anh em Trinh Nguyễn 160 nè. Để em xả mấy cái đây em dồn vô cái bao mới để cho dễ lai. Ở nhà dưới còn quá trời đồ luôn. Đây bộ búp curry mà ngày hôm qua mấy chị hỏi là còn không là đây nè. Đây bộ búp curry à không? Đầm. Đầm này 85kg nha. Rồi xả đầm này cho mấy chị 150 nè. Đầm búp bori phơm phơm rộng ha. Xả đầm này cho mấy chị 150 nha. Anh Ngọc. Ủa chứ nãy lấy cho ai? Anh em Trinh Nguyễn là cái bộ beo này nè. Còn cái bộ hai cho Ánh Ngọc. Ánh Ngọc hình nền em bé màu vàng kìa. Cái đầm này xả mấy chị 150 nè. Nói chung là đầm này từ 75 đến 90kg vừa. 150 nè. Biết cái bao hàng này của ai ta? Có hàng này hàng gì á, có gì cái em xả ra em bán cái máy đi mấy chị. Có gì xả ra bán hết máy đi. Bộ này size nhiêu ký đi? Không có size. Bộ áo sơ mi Dior nè, kèm với quần nè. Bộ này size 100kg. Áo Dior với quần. Size này là 90 đến 100kg. Áo sơ mi với quần Dior. Bộ này sale cho mấy chị 150.000.
90 đến 100 kg bộ Dior. Xếp bộ này lại đi, mở vô bịch luôn. Chị nào chốt bộ Dior thì chốt giúp giùm em nha. Anh em tin đâu có lộn. Quỷ Trịnh Quỳnh Tú nó còn trong đây không vậy? Chị nào chia sẻ thì em tặng mấy chị cái áo dây màu hồng nè. Chị nào có chia sẻ thì comment, có bill nhà em comment lên giúp giùm em từ tặng đi ha. Comment lên giúp giùm em màu tặng. À, Ngọc Thúy xã Ninh Lộc tỉnh Khánh Hòa, anh đọc cái gì mà ra Quảng Ninh vậy bảy? Nãy mới đọc Quảng Ninh xong giờ tới Khánh Hòa. Khánh Hòa là mấy ngày đó em? 4-5 ngày gì đó em. Dior của Susie rộng lắm, 85 kg mặt rộng lắm gái. Susie Mi Quảng là Mi Quảng 85 kg. Sao ông này ổng rụng ràng vậy trời? Có chị sợ mà lộn Susie kia, tôi nhắc vậy thôi, có gì đâu mà. Lấy cho chị Vương Hằng bộ đó 150.000 đi. Em có bộ ngủ này mấy chị, bộ ngủ này dưới 72 kg bán cho mấy chị 100.000 luôn. Ngủ hồng tầng ha, còn bộ bán luôn cho mấy chị 100.000 ha. Chốt giùm em bộ ngủ hồng 150.000. Áo tầng của chị Võ Thanh Thảo nè. Tôi mà tôi nghe ổng tới cái tỉnh chắc tôi xỉu luôn á. Hàng này nó tao nữa. Cái đầm này chút nữa đi kiếm nó treo lên lại nè. Cái đầm tầng này hôm qua ai hỏi nè, Ngọc Trinh hả? Cái đầm này là tổng cộng 4 size nè. Bộ ngủ của Cát Tường 100.000 nè. Chút nữa nè. Còn nếu không có thì treo lên. Không có thì treo lên. Treo lên đi. Đưa cho anh Tư lấy cái móc treo lên. Em có một con đầm trắng mà nó bị dơ một chút xíu à, thay vì bán cho mấy chị 280 thì em xả cho mấy chị 140 nha. Có một con à, hình như size L sao mấy chị? Size này là khoảng cỡ, size này là size L nha mấy chị, khoảng cỡ dưới 82 kg mà có một con thôi, xả mấy chị 140. Xả mấy chị con này 140 ha. Đầm tầng em cá nha chị, size 2 phải không? Đầm tầng dài tới đâu? Dài tới ống quyển. Cái đầm tầng đâu bây giờ, đưa vô đầm tầng cho Diễm Trần quận 12 đi, hay đừng treo nữa. 280 đầm tầng này dài tao ống quyển lận. Để tối nay kiếm cái TikTok đó về để đăng lên nha. Đầm này xả mấy chị 140 nè, nó bị dơ chỗ nào một chút ấy đó. 140 giờ mới vào có hàng gì đẹp hôm nay, đồ nhiều lắm, hôm nay chụp một nụi trên kia luôn á. An Như Duyên lấy cái đầm này treo lên lại nè. 140 để coi thử còn gì bán hết ít trên lờ gì bì gì một chút. Bộ này size 90 kg, bộ này còn size dưới 82 kg nè. À, bộ này còn size dưới 90 kg nè. Chị nào chốt bộ tím này xả cho mấy chị 140. Hồi nãy có cái bill của Minh Loan Huỳnh đó anh nè, đổi cho em bộ này, đưa cái bộ kia vô đi nè, đổi cái bill này Minh Loan Huỳnh nè. Áo vú em đâu chị? Hồng Nguyễn Thọ. Là sao chị? Là sao chị? Chưa hiểu luôn. Nói gõ gõ giùm em đi. Nè em còn cái áo dây tím nè, chị nào có chia sẻ livestream tặng tiếp nè. Cái bộ tím này nè mấy chị, là còn đúng một bộ size 80 đến 92 kg. Ai lấy thì xả 140 nha. Ai lấy thì xả 140. Ê vậy ơi, bộ áo này của con mà lùng. Rồi chị nào có con gái tặng cái áo cho mấy chị, tặng con gái luôn nè ha. Cho mấy chị tặng con gái luôn. Mấy chị bấm giùm em cái nút chia sẻ đi. Không có chị nào bấm nút chia sẻ hết trơn hết trọi luôn á mấy chị. Tiếp top nè, tiếp top có chia sẻ nè, tiếp top có chia sẻ tặng nè. Rồi tặng cái áo cho con gái nha.
Tặng này của chị Ánh Ngọc nè. Em có một cặp áo dây, hai cái áo dây rơ và đen này em bán cho mấy chị với giá 70.000. Size này là size từ 70 đến 90 kg, hai con này bán mấy chị 70.000 áo dây. Chị nào chốt áo dây thì chốt lên giúp giùm em áo dây nha, 70.000. Trời ơi. Áo dây của chị Ánh Ngọc nè. Hai cái 70.000. Chị set sơ mi quần sọt đen. Dạ đúng rồi. Áo ống hả? Từ từ nha, hồi bữa em để áo ống cho chị Ánh Ngọc chưa không biết nữa. À, từ từ. Mẹ chết là tội lỗi rồi. Em có một con đầm nè mấy chị. Em có đúng một con đầm này thôi. Xả cho mấy chị 150, mấy chị mặc bẹt vai cũng được ha. Mấy chị mặc đưa lên như thế này cũng được. Con đầm này thì khoảng cỡ từ 70 đến, mà không phải con đầm nha mấy chị nha, cái nó là con dâm. Em xả cho mấy chị 140, 70 đến 85 kg vừa ha. 140 con dâm này, 70 đến 85 kg vừa. Chị nào chốt con dâm này thì chốt giúp dùm cho em. Chưa có áo ống, mấy chị muốn em may áo ống em sẽ may áo ống cho mấy chị để dễ mặc đồ ha. Mấy chị muốn sao thì em may đó, muốn hàng gì mấy chị cứ nói đi, em sẽ kiếm đồ em may cho mấy chị nha, em có xưởng mà. Trời ơi, chị nào mà 70 kg trúng mánh nè. Con dâm này của chị Cát Tường nè, 140 nè. Chị nào dưới 70 kg trúng mánh nè, trúng chưa? Trời ơi, trúng thật luôn á. Có đúng một bộ đen dài thôi, chốt cho mấy chị dưới 70kg đen dài. Dưới 70kg xả cho mấy chị bộ này 170. Trời ơi, chị nào mà dưới 70kg chốt bộ này trúng mánh luôn. Mấy chị coi cái áo nè, hơi bị xuất sắc luôn. Chốt giúp giùm em bộ đen 170 nha. Nè, bộ đen 170 nè. Ai thả con kia vô vậy? Có cái bịch nào sạch sạch dưới đây không mày? Bộ này chưa ai chốt đâu luôn. Chưa ai chốt đấy. Nè mày, bé lùn ghi giùm nè chị gì một cái chờ đưa cái bịch đó đi mày. Nè con ghi là hàng xếp lộn xộn bỏ vô. Nè đưa bịch cho mấy cái bịch bóng hương cho bảy. Nè bảy ơi, chút nữa đem cái này tới treo nè. Xếp đen không ai lấy hả? Rồi. Còn cái bao nào nãy gì quăng vô nữa không vậy? Còn bao nào quăng vô nữa không vậy? Rồi, bộ đen đẹp quá mà không có sai bộ đen đẹp chứ. Bộ đen đẹp quá trời. Rồi hôm nay xả đầm này cho mấy chị nha. Xả đầm công sở ha. Đầm công sở tay lỡ. Đầm công sở tay lỡ và có bóp nịt một bên hông nha mấy chị nha. Rồi đầm này 280, xả cho mấy chị 170.000. Có đủ 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Cổ là cổ tim nha mấy chị nha, cổ là cổ tim ha. Cái đầm này phơm đẹp lắm mấy chị ha. Rồi chị nào chốt đầm công sở này, chốt lên giúp giùm em đầm công sở kèm số ký. Đầm này sale cho mấy chị với giá 170.000. Chị nào chốt đầm công sở, chốt lên giúp giùm em đầm công sở nha. Không đầm công sở này nữa em nghĩ nha mấy chị nha. Đầm công sở mấy chị ơi, đầm công sở. Bộ đen đẹp nè chị, bộ đen đồ đã bán quá trời luôn. Bộ đen. Xếp cái con dâm này bỏ trên kệ luôn nè Lùng ơi. Xếp con dâm lại để trên kệ. Cho hai con đầm này cho bác Tư chia dùm lên bây giờ. Bộ đen đó size dưới nhiều ký ta, dưới 80 ký. Đầm này cũng treo trước nè, ngày mai ngày mốt ra trước xả đầm lần nè. Rồi chút bé Lùng nó dán, con mày bỏ vô vậy. Rồi mấy chị ơi, ủa hồi nãy của em có bộ bò sữa đen không vậy chị? Không, bộ đó hình như đủ, hình như lấy á. Không có chứ. Rồi bỏ vô đi vậy. Rồi. Nghỉ nha mấy chị nha, mai gặp lại ha. Mai gặp lại. Mai gặp lại nha mấy chị nha.